Thiết bị điện công nghiệp Hồng Phúc xin kính chào quý khách. Sau đây là động cơ điện 3 pha 15kW 20HP, tốc độ 1460 vòng trên phút, 4 cực điện, motor công nghệ Italia, dòng sản phẩm mẫu mã đẹp bậc nhất trên thị trường chế tạo các máy công nghiệp Việt Nam. Với giá thành thấp, lợi ích kinh tế cao, sản phẩm được đóng góp lớn trong quá trình hiện đại hóa đất nước. Tính đến nay đã được vận hành trong 8.000 nhà máy lớn của nước ta. Motor có khoảng cách từ tâm tục xuống mặt đất là 160mm, đường kính cốt tục là 42mm. Dòng điện định mức ampe là 30A, rãnh cao vét là 12mm. Tâm lỗ đế ngang trục của động cơ là 315mm. Tâm lỗ đế dọc trục là 254mm. Nếu là motor mặt bích, đường kính mặt bích là 350mm. Vỏ sản phẩm được chế tạo từ hợp kim đặc biệt, chống nóng, tại nhiệt nhanh, chân đế có thể tháo rời và để lắp ráp theo motor quay 360 độ.